Mai, đừng có buồn nữa. Nhìn mặt buồn, tôi mệt quá. Mà không những là tôi mệt mà con bà mệt, hiểu không? Mà khi mà mặt bà nhăn nhó, các cái cơ thần kinh ở trên mặt ấy nó nhăn lại, sau đó truyền xuống dưới bụng ấy, nó làm cho các mạch máu mà nuôi dưỡng em bé bắt đầu nó cũng nhăn lại, nó nhăn nó nhéo lại như thế này này, xong cuối cùng là nó đến mặt em bé, xong đến khi em bé ra đời là mặt em bé cũng nhăn nhúm mất lại, nó nhéo luôn đấy. Má đừng sợ ghê á. Thì thế đừng có buồn nữa, đừng nhăn nữa, nghe chưa? Nhưng mà từ ngày có bầu đến giờ á, tôi thấy buồn buồn tuổi tuổi sao á. Sao lại cái hồi cái thời mà tôi với chồng tôi á, lúc mới cưới á, lãng mạn dễ sợ luôn á. Nhắc đến lãng mạn là tôi thích. Chuyện như thế nào? Giờ tôi nói bà nghe nha. Hồi đó ông chăm tôi dữ lắm ha. Cái gì ông cũng cấm tôi trơn á. Cấm chơi Facebook nè, cấm chơi Zalo, cấm coi tivi, cấm lên mạng, cấm đủ thứ, làm gì cũng cấm hết trơn á. Lãng mạn mà hạnh phúc thế nhỉ? Hạnh phúc lắm. Người ta bảo người vợ mà luôn luôn mà vươn lên trong nghịch cảnh, mà lúc nào cũng thấy hạnh phúc trong nghịch cảnh, thì cái đấy là đỉnh cao của hạnh phúc. Đúng rồi, với tôi là vậy đó. Được. Thì đó, bởi vậy có chồng mày mới nhìn tới bà mẹ chồng mới sợ. Chuyện mẹ chồng nữa? Mẹ chồng mới ghê. Kể đi, có khi là chia sẻ được với nhau đấy. Trời ơi, bà biết không, bà mẹ chồng tôi ha, cái gì bà cũng la tôi hết trơn á. Nè ha, ngủ nướng cũng la, giặt đồ cũng la, ăn uống cũng la, đi chơi về khuya cũng la, làm cái gì cũng la tôi bà. Chính xác luôn. Ở nhà của tôi nhá, mẹ chồng của tôi nhá. Chết, cẩn thận. Ngồi đây nữa là cái nỗi hận của bà nó truyền qua tôi. Là tôi ngồi một hồi là tôi lại phụt ra hết cả vấn đề của mẹ chồng tôi. Đi cho lành. Ở đây tâm sự với tôi mà. Thôi, ở đây tai vách mạch rừng. Mất công mà ra mà đến tai mẹ chồng của mình thì mình chết. Thôi xin chào. Ê, bà nhã. Cái gì vậy trời? Tiện đây nói chuyện không, bỏ đi à? Trời ơi, em ơi, mẹ buồn quá. Mấy hôm nay mẹ con sao rồi hả? Mẹ ơi. Cái gì khoan. Chờ chút. Để mẹ lên dây lên lấy lại tinh thần. Chờ chút. Chờ mẹ, 30 giây. Xong, nhào vô. Con bụng mang dạ chữa gì mà con ở đây một mình con buồn quá mẹ ơi. Mẹ có thể nào cho con về nhà mẹ ở được không mẹ? Chết rồi, tôi biết ngay mà. Mà lần hết nó đụng tới, nó rời tình cảm thì chết rồi. Chết rồi, tôi sắp mất con trai tôi rồi. Trời ơi, sao vậy? Không có mất đâu mẹ. Chết rồi, đi mày đi chừng nào mày về. Không có đâu, lần này con về nhà mẹ là con về luôn, con không có ra riêng nữa. Chết nữa rồi, mất luôn đứa cháu nội. Nó tổ mày giờ sao? Sao vậy mẹ? Trời ơi. Con ơi, mẹ sẽ cho tiền con mướn người chăm cháu. Con đừng đi, đừng về nha. Thôi mẹ, con muốn về ở với mẹ được không mẹ? Mẹ đang nghĩ con mà. Mẹ hiểu lầm con rồi mẹ. Mẹ ơi, con đã giải thích cho mẹ nghe nè. Từ ngày con có em bé, con mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Dạ, con hiểu lắm, nên là bây giờ con muốn mong mẹ là cho con về nhà ba mẹ được không mẹ? Thôi, con sẽ sửa sai hết mẹ. Con muốn sửa sai hả? Dạ. Thôi làm ơn con tha tôi đi, con sửa sai cái gì hả? Tôi mất đứa con trai, tôi mất cháu nội. Con mang con trai cháu nội đi 200 cây số, con sửa sai gì? Giờ ông sửa không sai cũng vừa lòng cô hả? Ủa, cách 200 cây số hồi nào? Con trai mẹ với cháu nội mẹ đi cách 2 mét phòng khách thôi à. 2 mét phòng khách cái gì? Con đi về nhà ba mẹ rồi, cô cách 2 mét. Ủa là sao? Mẹ không hiểu. Con xin về nhà là con xin về nhà mẹ đó. Nhà mẹ? Dạ. Trời ơi, sao nãy giờ không chịu nói sớm? Là mẹ muốn rớt tim luôn. Trời ơi, sao không chịu nói sớm? Được không mẹ?